ba, rồi sự chữa lành siêu nhiên. Một trong những lẽ thật vĩ đại đối với dân sự Đức Chúa Trời ngày hôm nay là sứ điệp về sự chữa lành của Thiên Thượng. Đây là sự chữa lành siêu nhiên, không phải là dùng thuốc men. Nếu mà dùng thuốc men thì là tự nhiên. Lời đầu tiên là khi mà chúng ta học về sự chữa lành siêu nhiên ấy, thì chúng ta cũng không được phủ nhận cái sự chữa lành tự nhiên. Sự chữa lành tự nhiên thì là bao gồm cái việc cơ thể tự điều chỉnh và đem lại sự chữa lành, cộng thêm cái sự tác động của thuốc men thì nó đem lại sự chữa lành. Những cái điều đấy nó cũng không có gì là sai, nó đến cũng đến từ nơi Chúa. Tuy nhiên có một cái sự chữa lành là sự chữa lành siêu nhiên đến từ nơi Ngài. Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào trong bài học và trong Kinh Thánh để chúng ta biết là hai cái mối liên hệ này liên quan như thế nào, và chúng ta làm thế nào để nhận được sự chữa lành từ nơi Chúa. Điều này không được lẫn lộn với sự chữa lành khí công bằng niềm tin. Những người người ta biết về khí công thì người ta vận dụng cái khí công để đem lại cái sự chữa lành, thì cái điều này nó cũng khá là nguy hiểm. Bởi vì khi luyện tập như vậy á, rất dễ mở một cái cánh cửa để cái tà linh nó bước vào. Thì thường thường những người luyện võ, đặc biệt là võ cổ truyền Việt Nam và Trung Quốc, thì những cái võ đấy á, nó liên quan tới những cái việc như là bái tổ ấy, rồi mở những mở cái con người mình ra để tiếp nhận những cái nguồn năng lượng từ vũ trụ. Thì đấy là những cái ngôn từ mà người ta dùng ấy, như là mở ra để tiếp nhận nguồn năng lượng từ vũ trụ. Nhưng mà thực ra nó khá là nguy hiểm, vì thực tế là những người như thế thì thường là tà linh sẽ vào trong rất nhiều. Có thể nó sẽ cho một số cái quyền lực để và một số sức mạnh để người đấy vận hành. Ngày trước thì tôi có biết một cái bạn này, bạn ấy học cùng phòng với tôi, và bạn nó còn trẻ lắm, và bạn ấy tập võ cổ truyền. Và khi tập võ thì tà linh nó vào, mặc dù bạn này là người theo Chúa. Tôi không biết là theo Chúa từ bao giờ, nhưng mà gia đình theo Chúa. Và khi mà tà linh nó vào thì nó làm cho bạn ấy nhìn thấy thế giới thuộc linh ấy như là thế giới thần này. Bạn đã biết được người nào có tà linh, vì thánh linh của Chúa cũng ở trong bạn ấy, thì bạn ấy cũng nhìn được cái điều đấy, và bạn ấy trò chuyện được với cái linh, các cái tên linh đó. Thì nó lẫn lộn giữa thánh linh và tà linh, nó cứ lẫn lộn lại với nhau, thì nó hơi nguy hiểm. Và sau thì bạn ấy bị chết, bị tàu kẹt chết do tai nạn. Còn trẻ mà tuổi tuổi 2, khoảng 23, 24 nữa. Nhưng mà cái điều tôi nghĩ là có thể là bạn này bạn bị tà linh hãm hại. Và tôi không biết là đã ai cầu nguyện giải cứu cho bạn hay chưa. Thì những cái nguồn năng lượng, sức mạnh siêu nhiên mà không đến từ Đức Chúa Trời này, thì nó rất dễ đến từ cái quyền lực của tâm tối và khá là nguy hiểm. Cho nên khi chúng ta vận hành trong sự chữa lành siêu nhiên, chúng ta phải đảm bảo rằng là vận hành trong cái quyền năng và trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên chúng ta nhìn tiếp về sự chữa lành khí công được ám chỉ đến sự chữa lành bắt nguồn từ quyền lực của Satan, trong khi đó sự chữa lành thiên thượng
bày tỏ sự chữa lành của Đức Chúa Trời, nguồn gốc của sự chữa lành, định tính xem nó có phải từ thiên thượng hay không. Bản thân sự chữa lành thì chưa đủ để khẳng định được đến từ Chúa hay là không đến từ nơi Chúa. Quý vị thấy rằng là có nhiều cái người mà họ không theo Chúa, nhưng họ làm một số cái pháp thuật cũng có thể đem lại sự chữa lành đấy. Nhưng mà cái sự chữa lành đấy không đến từ nơi Chúa. Tuy nhiên là những cái sự chữa lành đấy nó mang tính giới hạn thôi. Và nên không có một cái quyền phép nào của tà linh mà nó mang tính vô hạn hết. Có thể là những cái ông thầy pháp, thầy bùa, hoặc là những ông thầy cao tay ở đó, ông ấy làm một cái pháp, phép gì đó mà người ta được nhận sự chữa lành cũng có. Nhưng mà nó không phải là cái quyền năng vô hạn, giống như là những đầy tớ thánh của Chúa. Nhưng mà nó có một cái giới hạn nhất định nào đó ở những người đó. Vì đơn giản thôi, quý vị sẽ thấy rằng là tà linh ma quỷ đến từ nó là tạo vật chứ nó không phải là tạo hóa. Mà đã là tạo vật thì nó có cái giới hạn nhất định, chứ không thể là có quyền năng vô hạn giống như Chúa được. Còn những người của Chúa như chúng ta, những con cái của Chúa thì chúng ta có quyền năng vô hạn của Chúa, vì Chúa là đấng vô hạn. Còn ở những cái đầy tớ của tà thần ấy, thì nó cũng có quyền năng, nhưng quyền năng đó quyền năng hữu hạn. Tức là có những điều họ có thể làm được và có những điều họ không thể làm được. Quỷ Satan không phải là Chúa toàn năng. Nếu mà nó là Chúa toàn năng thì tôi nghĩ rằng là nó đã tàn phá cái thế giới này một cách hoàn toàn rồi. Nó chỉ là tạo vật có sức mạnh, nhưng mà sức mạnh đó là sức mạnh giới hạn. Nhưng đứng ở trong chúng ta là đứng vô hạn, cho nên những cái quyền năng, những quyền pháp mà chúng ta có thể thi hố trong danh của Đức Chúa Christ là vô hạn. Chúng ta nhìn vào phần 1 La Mã, sự chữa lành siêu nhiên có quan hệ với điều gì ạ? Đức tin. Đức tin là phần của ai? Bây giờ để nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta cần cái gì? Cần đức tin mới nhận được sự cứu rỗi, đúng không ạ? Cần đức tin mới nhận được sự cứu rỗi. Để nhận được sự chữa lành cũng tương tự như vậy, phải cần đức tin. Tức là về phía Chúa thì Ngài cung ứng cho con người sự cứu rỗi. Còn để nhận được sự cứu rỗi thì cái người nhận đấy phải cần cái gì? Cần đức tin để nhận. Về sự chữa lành cũng tương tự như vậy, Chúa đã cung ứng sự chữa lành và những người muốn nhận được sự chữa lành cần phải có đức tin thì mới nhận được. Bây giờ chúng ta xem vào trong Kinh Thánh. Tôi mới nhìn lên trên bảng này. Trong tiếng Anh từ này có nghĩa là salvation. Một người nhận được sự cứu rỗi, thường á, người ta sẽ chỉ hiểu như này: anh nhận được sự cứu rỗi là anh được tha thứ tội lỗi, tên của anh được ghi vào trong sổ thiên đàng, mà chết anh được lên thiên đàng. Người ta chỉ nghĩ được như thế thôi. Thực ra sự cứu rỗi không chỉ bao hàm sự tha tội, không chỉ bao hàm sự tha tội, mà sự cứu rỗi bao hàm cả sự chữa lành về phần thân thể. Một số người lại còn có khái niệm này, chữa lành là chữa lành tâm linh. Đây là chữa lành tâm linh này, làm cho chúng ta được phục hồi với Chúa này. Còn đâu đây là chữa lành phần thân thể và sự giải cứu này. Chúng ta thấy những điều này ngay ở trong chức vụ của Chúa Jesus Christ. Chút nữa chúng ta sẽ đi vào một loạt những câu kinh thánh để chúng ta thấy.
là khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ thì Ngài không phải chỉ giảng để người ta tin được sự tha tội, mà Ngài chữa lành và Ngài giải cứu. Nên đây là ba phần không thể thiếu trong ý nghĩa của sự cứu rỗi. Hebrew đoạn 13 có sự tạm nói Đức Chúa Jesus Christ ngày hôm qua, ngày hôm nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Nếu mà Chúa không thay đổi thì ngày hôm nay những người đi giảng tin lành như chúng ta phải làm cả ba việc này. Anh chị em, chúng ta phải đem người ta đến sự ăn năn tội lỗi và nhận được sự tha thứ, đồng thời cầu nguyện cho sự chữa lành và cầu nguyện giải cứu để người ta được giải phóng ra khỏi cả quyền lực của tà linh ma quỷ. Một quan niệm sai như sau, đây là một trong quan niệm sai này. Khi một người tin nhận Chúa Giêsu thì người đấy được tha thứ khỏi tội lỗi, thì tự nhiên tà ma nó sẽ ra khỏi người đó. Đấy là quan điểm sai. Chúng ta thấy ba việc này là ba việc tách rời những kinh thánh ghi trong chức vụ của Chúa Giêsu, là ba việc tách rời nhau. Tách rời nhưng mà đi cùng với nhau, tức là ba cái riêng biệt nhưng mà kết hợp cùng với nhau. Không phải một người tin nhận Chúa Giêsu người đấy được tha tội là tự nhiên người đấy được chữa lành bệnh tật và người đấy được đuổi quỷ nó ra khỏi người đó đâu. Tin nhận Chúa Giêsu mới được tha thứ tội lỗi thôi, muốn được sự chữa lành phải cầu nguyện cho sự chữa lành. Một người có thể được lên thiên đàng nhưng mà người đấy vẫn sống ở trong một thân thể bệnh tật, nếu như người đấy không có đức tin để nhận được sự chữa lành. Và người đấy, một người có Chúa, có Thánh Linh bên trong, chết được lên thiên đàng nhưng mà cuộc đời người đấy vẫn có thể sống một con tà linh ở bên trong nếu như không được cầu nguyện giải cứu. Nên đây là ba phần ở trong cái ý nghĩa của sự cứu rỗi mà được minh chứng trong chức vụ của Chúa Giêsu và chức vụ các sứ đồ. Và đây cũng là trách nhiệm của hội thánh của chúng ta. Nếu mà chúng ta không muốn làm một trong ba việc này thì không được. Chúng ta bắt buộc phải làm ba việc đó cùng với nhau. Có cần phải được chữa lành mới được lên thiên đàng hay không? Chữa lành thân thể. Có cần phải được chữa lành thân thể để lên thiên đàng hay không? Không. Cần thiết nhưng không phải là được chữa lành thân thể để mới được lên thiên đàng. Có những người được chữa lành thân thể sau rồi vẫn xuống địa ngục. Một người được lên thiên đàng là nhờ cái này này. Đức tin và Chúa Giêsu để được tha thứ tội lỗi. Và đây là điều quan trọng nhất. Để tâm linh người đó có Thánh Linh ngự ở bên trong. Chúng ta xem Công vụ đoạn 10. Câu 38. Thể nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng cái gì? Chúa Giêsu đã được sức dầu bằng Đức Thánh Linh và quyền phép.
Chúng ta thấy nha. Có mấy gái ạ? Hai. Đức Thánh Linh và quyền phép. Cái gì đi trước? Đức Thánh Linh thì sẽ có Đức Thánh Linh thì sẽ có quyền phép. Nhưng mà Kinh Thánh cũng nói hai cái này rõ ràng ra là hai cái, chứ không phải chỉ nói một cái, mà nói Thánh Linh và quyền phép. Như vậy là nhấn mạnh đến cả quyền phép ở đây thế nào. Và kết quả của sự sức giàu là gì? Chúng cũng trong câu đấy. Ngài đi khắp nơi làm việc phúc đức. Việc thiện mà Chúa Giêsu làm là gì đấy? Có phải là bố thí tiền không? Không. Quý vị sẽ thấy rằng không chỗ nào trong Kinh Thánh ghi lại Chúa bố thí tiền cho người khác. Vì bản thân chức vụ của Chúa Giêsu cần sự hỗ trợ tiền từ những người khác. Và có những người phụ nữ là những môn đồ của Chúa Giêsu thường hay hỗ trợ tiền cho đoàn truyền giáo của Chúa Giêsu. Có khi Chúa Giêsu hạ bánh cho đàn dân, nhưng mà không chỗ nào trong Kinh Thánh ghi lại là Chúa Chúa Giêsu đến không phải để tổ chức một để hình thành một tổ chức từ thiện. Tôi không nói tổ chức từ thiện là sai, làm việc làm giúp đỡ tiền bạc cho những người nghèo khổ cũng là điều tốt, cũng là điều Kinh Thánh dạy. Tuy nhiên Chúa Giêsu, chức vụ của Chúa Giêsu không cần nhấn mạnh về điều đó. Việc thiện đấy được bày tỏ ở trong cái phần kế tiếp này. Chữa lành mọi người bị ác quỷ khống chế. Đi khắp nơi là một thiện là chữa lành. Cái bản dịch cũ dịch là sao nhỉ? Chữa lành và đuổi quỷ, đó là việc thiện tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho những người không có Chúa. Vì cho bao nhiêu tiền thì họ tiêu không hết. Nhưng mà chữa lành cho thân thể người ta thì người ta có sức khỏe để làm ra tiền. Nó khác nhau không quý vị? Cho người bệnh tiền thì cũng phải cho người ta liên tục, vì người ta không có khả năng lao động thì phải cho. Nhưng mà nếu mà chữa lành cho người ta thì người ta tự đứng lên, người ta đi lao động kiếm ra tiền được. Cái nào tốt hơn? Lao động chữa lành. Đó, chữa lành tốt hơn. Matthew 9, câu số 35. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Chúa Trời và chữa lành các thứ bệnh tật. Rồi ở đây chúng ta thấy có mấy phần chức vụ của Chúa Giêsu, có mấy phần dạy dỗ, giao giảng, chữa lành, giảng và chữa lành. Rồi có hai phần đây, bao giờ cũng là giảng đi trước, giảng để người ta tin Chúa, người ta được tha thứ tội lỗi và người ta có đức tin để nhận được sự chữa lành. Quý vị sẽ thấy nhé, là giảng này, chữa
lành này, chữ lành này đi kèm với đủ tùy. Trong hai việc này thì việc nào sẽ sản sinh ra đức tin? Chữ lành gì? Giảm. Giảm trước. Khi người ta nghe giảng về nước thiên đàng thì người ta tin, và khi có đức tin thì đức tin đấy sẽ sản sinh ra sự chữa lành. Nhưng ngược lại, khi người ta được chữa lành thì là người ta cũng có đức tin, lúc đấy người ta lại sẵn sàng nghe giảng. Thì chúng ta thấy hai cái này nó tương tác với nhau. Trong chức vụ của Chúa Giêsu thì thường đề cập là ngày giảng trước, sau đó ngài mới chữa lành. Nhưng mà khi đi ra thực tế thì ngài lại chữa lành. Ngài không, ngài giảng là giảng trong hội đường, trong hội đường hoặc là trong cái chỗ đông người, là nơi có ngọn núi hoặc là nơi bờ biển, nơi mà người ta tụ họp lắng nghe, từ đó ngài mới giảng. Còn nếu không thì ngài sẽ chữa lành hoặc là giải cứu thôi. Thì chúng ta thấy rằng là những cái việc này nó thường nó sẽ đi cùng với nhau. Esai đoạn 53 của 4 câu 5. Esai đoạn 53 của 4 câu 5. Đây là lời tiên tri Esai và đã được Matthew trích lại ở trong sách Matthew. Cái lời để ứng nghiệm khi mà Chúa Giêsu đến. Thật người đây nói về ai? Là đấng Messiah đấy ạ. Khi đấng Messiah đến thì ngài sẽ mang sự đau ốm của chúng ta và gánh sự buồn bực của chúng ta. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, và vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, là bởi lần roi của người chúng ta được lành vậy. Như vậy là cái sự chết, đây là chúng ta nhìn nhé, cái câu thánh này ngụ ý gì? Sự chết của Chúa Giêsu thì đem lại cả ba cái này. Đó. Việc Chúa Giêsu đến và chết cho con người thì đem lại sự tha tội, sự chữa lành và sự giải cứu. Matthew đã trích dẫn lại cái câu kinh thánh này ở trong Matthew đoạn 8 câu 16-17. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Vậy cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Esai đó nói rằng chính ngài đã mang lấy tật nguyền của chúng ta và gánh lấy bệnh hoạn của chúng ta. Đó, ngài lấy mang lấy tật nguyền của chúng ta và gánh lấy bệnh hoạn của chúng ta. Như vậy sự chữa lành có bao gồm trong ý muốn của Chúa không? Nếu như sự tha tội trong ý muốn của Chúa thì sự chữa lành trong ý muốn của Chúa. Bây giờ cái vấn đề của nó như này này, là tha tội, nói để người ta được tha tội với để người ta được chữa lành, cái điều nào dễ hơn? Quý vị, giảng dạy, cầu nguyện để cho người ta được tha tội với để được chữa lành thì việc nào dễ hơn? Dễ thực hiện hơn đấy. Nói là ta sẽ tha tội. Cái này không nhìn thấy, cho nên là cái này nó rất là dễ. Tin Chúa thì anh được tha thứ tội lỗi, nói được ngay. Nhưng mà một người mà đang bị què chân bảo anh đứng dậy bước đi ấy, là không phải chuyện đơn giản đâu. Đó là cái khó hơn rất nhiều. Cho nên, nhưng mà vấn đề này, nếu mà chúng ta có đức tin rằng khi mình làm chứng về Chúa cho người ta tin ta được tha tội, thì tại sao chúng ta lại không tin rằng khi mình nói về Chúa chữa lành người ta không được chữa lành? Người nào đức tin người ta có, người nào người ta chưa chắc chắn người ta không nói gì, người nào có ngay, người không chứ chúng ta đừng làm cái nghe như này, chứ chúng ta đừng, chứ chúng ta đừng, chứ nào đau đớn mà muốn
Khi mình làm chứng về Chúa Giêsu và nói rằng là Chúa Giêsu đến để tha thứ tội lỗi cho anh có tin là Chúa tha thứ không? Người ta bảo có, thì chúng ta cũng tin là người ta tin như thế. Thế nhưng mà khi người ta đang bị bệnh tật hoặc là Chúa Giêsu mang lấy bệnh tật và có thể chữa lành cho anh có tin là Chúa Giêsu có thể chữa lành cho anh không? Thì người ta cũng sẽ nói là có. Thường người bệnh, một khi người ta đã có bệnh thì hỏi 100 câu thì người ta đều nói là có hết. Người ta đang cần được sự chữa lành mà. Nhưng mà mình tự hỏi lại mình như này, khi mà nói về sự cứu rỗi thì mình tin một cách rất dễ dàng là anh ta đã được lên thiên đàng, và tên anh ta đã ghi ở trên đấy. Nhưng mà khi nói đến sự chữa lành thì chúng ta liệu có tin đến câu Kinh Thánh này ứng dụng cho người đấy hay không? Thì nếu như chúng ta có cái đức tin trong việc tha tội thì chúng ta cũng có thể có đức tin cho sự chữa lành và đức tin cho sự giải cứu. Quý vị sẽ suy nghĩ đây nhé. Chữa lành, bác sĩ cũng có thể làm được, bệnh viện có thể làm được đó. Nhưng mà tha thứ tội lỗi thì chỉ duy nhất thôi là Đức Chúa Trời làm được. Cái việc này là cực kỳ khó làm. Nhưng mà nếu như mà cái này mà con người có thể làm được thì tại sao Chúa lại không thể làm được? Quý vị nghĩ xem, nếu như bệnh viện có thể để đem lại tác động, để đem lại sự chữa lành được thì tại sao Chúa lại không thể làm được? Thế là vấn đề nó tùy thuộc vào mỗi một chúng ta này. Cái người cầu nguyện này này, mình có đức tin để cầu nguyện cho sự chữa lành thân thể như thế này không? Thường thường thì tôi thấy là những cái người mà đã cầu nguyện chữa lành cho người khác một vài lần mà không được lành, tự nhiên mình sợ, không dám cầu nguyện, sợ là cầu nguyện là không được lành, xấu mặt. Nhưng mà ai chữa lành? Chúa chữa lành. Hoặc là có khi chúng ta thân thể chúng ta đang bệnh tật, chúng ta không dám cầu nguyện, hay mình đang mệt mỏi, mình đang bệnh tật, mình nghĩ rằng bản thân mình còn chưa được lành thì làm thế nào mình có thể cầu nguyện người khác được lành? Những cái đấy nó liên quan đến sự chữa lành không quý vị? Có đấy, có. Mình không liên quan. Bất cứ khi nào chúng ta có đức tin thì đều có thể được thành. Ngay cả khi thân thể chúng ta đang bệnh tật, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện cho người khác được lành. Bởi vì mình có phải là người chữa lành đâu, Chúa chữa lành mà. Mình vẫn phải xin Chúa mà. Chúa chữa lành chúng ta không phải là người chữa lành. Ngay cả khi chúng ta đang bị quỷ ám, đang bị ảnh hưởng về tà linh, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện trục xuất quỷ ra khỏi người khác được không ạ? Bây giờ chúng ta xem thích mát đi. Câu 15-18. Xong, Ngài bảo họ hãy đi khắp thế giới giảng tin mừng cho mọi người. Chúng ta không dừng lại ở đây nhé. Nếu mà giảng tin mừng thì người ta được cái gì đấy? Thực sự tha tội. Nhưng Chúa Giêsu không phải chỉ nói về giảng về tin mừng,
Nhưng mà này còn bảo giảm cái gì nữa? Còn làm gì nữa? Ai tin và chịu bắt tên sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Câu này dành cho ai? Dành cho chúng ta hay dành cho người chúng ta làm chứng? Dành cho người kia, đối tượng những người nghe phải không ạ? Nếu họ tin thì họ được cứu, mà nếu họ không tin thì họ bị sự phán phạt. Câu 17 dành cho ai? Cho người tin. Dành cho chúng ta. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ sau đó là họ sẽ nhân danh Chúa mà đuổi quỷ. Nằm đây này, cái này này, giải cứu đây. Họ nói các thứ tiếng mới, bắt rắn trong tay, nếu uống giống thì độc, họ cũng sẽ không bị hại gì, và khi họ đặt tay thì người bệnh sẽ được lành. Rồi, giải cứu này, có một phần ở trong đây nữa, đó là kinh nghiệm phép lạ. Uống dấu chi độc cũng không hại gì là kinh nghiệm phép lạ đấy ạ. Dùng tiếng mới mà nói cũng là phép lạ. Nói các thứ tiếng đấy là phép lạ. Ai sẽ là người đặt tay? Những người tin sẽ là những người đặt tay. Ai sẽ là người chữa lành? Chúa Giêsu là người chữa lành. Có bao giờ Chúa Giêsu sai các môn đồ đi và các môn đồ làm những việc mà Ngài không thực sự muốn các môn đồ làm? Rất nhiều người thì nuốt được cái ý đầu tiên của câu kinh thánh này, đó là giảng phúc âm. Nhưng mà rất ít người nuốt được cái phần sau của câu kinh thánh này. Là người ta chấp nhận là đi ra để chia sẻ với Chúa Giêsu để tha tội, nhưng mà rất ít người sẵn lòng để mà tin cái này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trao đổi một chút về cái hình thức cầu nguyện. Những cái hình thức cầu nguyện là để mình có thể cầu nguyện chữa lành cho người khác thì mình làm thế nào? Chỉ có cầu nguyện không, hay là phải đặt tay, hay là phải làm cái gì khác để người ta được nhận sự chữa lành? Dựa trên những kiến thức quý vị hiểu biết về kinh thánh. Trong kinh thánh thì cho bác đặt tay cũng có thể có những người đầu người qua điện thoại người đó được chữa lành. Không có cứu. Đó. Em đã có người thay. Chưa điện thoại được. Chưa thế giới để chữa lành. Và chưa điện thoại được. Chúng ta nói là đây kìa đau là lành đúng không? À, thức tên không phải là họ. Thức tên một chút linh thức tốt luôn ạ. Nếu có những người đầu người qua điện thoại là người ta nói. Hình thức phổ thông nhất là gì? Cầu nguyện. Phổ thông nhất mà chúng ta thấy là khi Chúa Giêsu làm đó là gì? Khi Ngài chữa lành là Ngài làm gì? Đặt tay. Bản thân Chúa Giêsu cũng truyền là đặt tay. Bây giờ chúng ta sẽ xem cách Chúa Giêsu làm. Và chúng ta sẽ phân tích tại sao Chúa Giêsu làm thế. Chỗ nào nói Chúa đặt tay?
Chúa Giêsu mà. Ô đừng quý vị đừng nghĩ, em tôi ghi này cho tôi quên. Rồi. Matthew đoạn 19 câu 15. Matthew đoạn 19 câu 15. Ở đây Chúa Giêsu đặt tay trên con trẻ. Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 13. Người ta đem các con trẻ đến với Ngài để Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện cho. Như vậy Chúa đặt tay trên các con trẻ. Chúng ta xem thêm cái câu kinh thánh khác. Mark đoạn 8 câu 25. Ngài lại đặt hai tay trên mắt ông, thì ông ngước mắt lên nhìn chăm chú, thị giác được hoàn toàn bình phục của ông, thấy mọi vật đều rõ ràng. Và rất nhiều những câu chuyện khác thấy rằng là khi Chúa chữa lành thì Chúa đặt tay. Rồi chúng ta xem một lần khác Chúa Giêsu làm gì ở trong sách Giăng đoạn 9 câu số 8. Giăng đoạn 9 câu số 6. Nói như thế xong, Ngài nhổ nước bọt xuống đất, trộn thành bùn, lấy bùn ấy bôi lên mắt người mù thì ông được lành. Rồi sau đó, rồi bảo ông hãy đi đến ao Siloam, rửa. Siloam nghĩa là được thay đi. Vậy ông đi rửa và trở lại và được thấy mắt. Chúng ta thấy Chúa Giêsu chữa lành bằng cách nào này? Nhổ nước bọt xuống đất này, trộn thành bùn này, nắp lên mắt này. Và rửa này ao Siloam. Chúng ta thấy lạ không ạ? Quý vị còn nhớ trường hợp nào khác Chúa Giêsu chữa lành bằng một cách khác so với những cách khác bình thường? Chúa Giêsu phải dùng lời phán, chứ là không có đặt tay gì cả mà chỉ dùng lời nói thôi. Chỗ nào? Thank you.
rồi phán thì là cái quân cái ông đội trưởng này à đúng rồi đúng rồi đức tin người trên này mấy người đàn bà viết đấy sờ bà áo đức tin người trên này cho người à người đàn bà đấy là sờ bà áo chúa điểm lành vậy thì cái người khanh giường thả xuống đấy chỗ mai thiên hạ rồi đúng rồi người thầy đội, quý vị nhớ không? Khi người thầy đội này xin đến Chúa đến chữa lành cho đầy tớ của mình, thì ông thầy đội ông Chúa bảo Chúa sẽ đi, ông thầy đội bảo không Chúa không cần đi, Chúa chỉ cần phán cái là đầy tớ được lành. Vì là trên tôi có thẩm quyền mà người trên tôi mà nói thì tôi phải nghe và tôi cũng sẽ có thẩm quyền trên người khác mà tôi đã nói là người dưới phải nghe. Cho nên là Chúa có quyền trên ma hoặc ma quỷ bệnh tật mà Chúa nói một câu thì nó phải đi. Ông bảo là tôi chưa bao giờ, Chúa bảo ta chưa bao giờ thấy người nào có đức tin lớn như vậy. Cho nên chính giờ này thì đây sẽ lành, thế là đầy tớ đấy được lành và đúng cái giờ là Chúa Giêsu nói. Phải không ạ? Đấy là chuyện cái thay đổi. Sức dầu của Chúa không có thể là... Sao ạ? Có liên quan đến sự chữa lành đâu? Đấy là Marie. Cái tha tội không liên quan đến sự chữa lành cả. Người nhớ lại xem nào, ngoài ra còn chỗ nào thì mình hãy ghi lại việc Chúa Giêsu chữa lành. Thầy Lazaro người chết sống lại trong hang đó. Nhưng mà Chúa người chết sống lại bằng cái gì đấy? Bằng lời nói, bằng lời phán. Ở trong ra hãy đi ra. Còn cách nào nữa không? Là Chúa chữa lành cho những người về bị xiềng xích ở bãi tha ma. Luca đoạn 9 câu đoạn 6 câu 19 Luca đoạn 6 câu 19 mọi người sờ vào Ngài bởi vì có quyền ép ra từ Ngài và họ được chữa lành hay Ngài chữa lành tất cả. Cái bản dịch kinh kinh thánh quý vị là gì? Họ được chữa lành hay Ngài chữa lành tất cả. Không, nhìn kinh thánh của mình đi. Từ Ngài phát ra quyền năng chữa lành mọi người bệnh. À, đây là từ Ngài phát ra quyền năng chữa lành người bệnh. Người ta tin rằng là sờ vào Chúa Giêsu là nó được lành. Giống như những người đàn bà bị mất huyết ấy, sờ vào áo Chúa là được chữa lành như vậy. Đây là gì? Chúa Giêsu có cần nói gì không ạ? Không cần nói gì hết. Như vậy là họ sờ vào Chúa.
Sờ vào áo Chúa hoặc là cơ thể của Chúa là quyền phép nó xuất ra. Và để chữa lành. Tôi muốn mọi người xem thêm một cái đoạn kinh thánh này nhé. Trong Mác đoạn 8 câu 26, câu 22 đến 26. Mác đoạn 8 câu 22 đến 26. Chỗ này là Chúa chữa lành người có giống như là cái câu chuyện của Giăng mà chúng ta vừa đọc không? Không giống. Đặt tay đang nhìn vào cả mắt luôn. Và đặt tay và thấm nước miếng trên mắt người. Xin rồi bắt đầu. Ngài lắm tay người mù, dắt ra ngoài làng và thấm nước miếng trên mắt người. Có đi rửa ở đây ao khi đưa em à? Không, đặt tay. Họ đến Bethsaida, thế còn ở Giăng là đến đâu? Trong sách Giăng lại là chính là ở đâu? Ở đâu? Siloam. Siloam là một cái ao. Bethsaida là vùng. Khu vực. Họ đến Bethsaida, bấy giờ người ta đem cho Ngài một người mù và này xin Ngài chạm đến người ấy. Trong niềm tin của người dân là gì? Trong Chúa chạm không sẽ đặt tay. Chỉ cần Chúa chạm là người đấy được lành. Chạm đấy á, là họ hiểu là đặt tay đấy. Ngài nắm tay người mù và dắt ông ra ngoài làng. Quý vị sao là suy nghĩ nhé. Để Chúa nắm tay này, dắt ra ngoài làng này. Chúa có chữa lành hay không? Đoạn ngày phun nước bọt vào mặt mắt ông. Trước là nhổ nước bọt vào bùn, sau đó đắp bùn vào mắt rồi đi rửa lại Asule. Đây chưa cảm ơn. Đây là phun nước bọt vào mắt. Đặt tay trên ông và hỏi: ngươi thấy gì không? Người mù ngước lên nhìn và đáp: tôi thấy người ta đi lại như là cây cối đang đi. Đã được lành hoàn toàn chưa? Nhìn mà. Ngài lại đặt tay trên mắt ông lần thứ hai. Ông ngước mắt lên nhìn chăm chú, thị giác ông hoàn toàn được bình phục. Ông thấy mọi vật rõ ràng. Ngài bảo ông đi về nhà dặn đừng vào trong này. Rồi, bây giờ quý vị, chúng ta tạm dừng cái này ở đây. Về tôi đặt câu hỏi cho quý vị này. Nếu mà Chúa mà dùng lời nói người ta được lành thì chúng ta thấy dễ hiểu. Mà Chúa đặt tay cho người khác người ta lành thì cũng dễ hiểu. Nhưng mà có những trường hợp Chúa lại nhổ nước bọt vào mặt, xong rồi dẫn ra ngoài làm, dẫn ra ngoài làm. Lần đầu sẽ được lành, lần hai mới được lành hoàn toàn. Rồi nhổ nước bọt, rồi bùn, lấy bùn tắc vào mắt, đi rửa ao từ đây được lành. Thế quý vị giải thích thế nào về trường hợp này? Vì cứ nói đi. Và có thể những người kia mà chưa chữ này ngay đấy là do đức tin họ kém. Để khỏe và nghe đồng chí. Nhưng mà chữ này của Chúa ở
nhiều cách mà Chúa có thể đuổi quỷ được chữa lành. Chúa có nhiều cách chỉ ra lệnh. Đấy, cho nên người đức tin kém với Giê-xu khiến chữa được chữa lành luôn. Về nhà và truyền rằng đừng trở vào trong làng. Có hiểu có được không? Với chữa lành lúc rồi, có ông đừng trở vào trong làng. Bây giờ mình tập trung nhờ cái sự kiện này này. Tại sao? Tại sao Chúa lại làm như thế? Sao cứ cái gì mà Chúa chẳng làm thương nhiên được? Chết chưa sống lại. Ung thư chứ còn chữa lành. Thế sao được rửa Chúa không cắt đi được? Quý vị biết là có người Chúa còn thay cho một cái tim mới hoàn toàn. Tại sao biết thay tim mới? Vì đi chụp X-quang lên nó mất đi hết tất cả những cái ống đặt ở trong tim. Vì cái tim cũ thì nó phải cài những cái ống này nọ cái kia vào đấy không? Bây giờ đi chụp lại, bây giờ nó mất hết rồi. Chúa thay cho tim mới luôn. Rồi bây giờ chúng ta xem vào trong Cựu Ước. Đây là Chúa Giê-xu nhé, chúng ta xem trong Cựu Ước này. Các tiên tri cầu nguyện chữa lành bằng cách nào? Quý vị nhớ câu chuyện của tiên tri Elise không? Elise chữa lành cho Naaman bằng cách nào? Đúng rồi, tắm dưới sông Giô-đanh mấy lần? 7 lần. Tắm dưới sông Giô-đanh 7 lần thì được chữa lành. Nhà câu kinh thánh nào? Đây, sẽ giờ những cái gì? Các vua thứ nhì đoạn 5. Quý vị về nhà tự đọc, chúng ta không cần phải đọc ở đây. Các vua thứ nhì đoạn 5. Rồi chúng ta xem câu chuyện Các Vua thứ nhì đoạn 20.
đoạn 20 câu 7. Các vua đến gì đoạn 20 câu 7. Đây là ông vua nào đang bị bệnh? Vua Ê-xê-chia bị bệnh. Ê-sai nói với ông là sao? Câu 1 này. Chúa phán lên vậy, hãy sắp đặt việc nhà ngươi vì ngươi sẽ qua đời, ngươi sẽ không qua khỏi cơn bệnh này. Bây giờ Ê-xê-chia xây mặt vào tường và cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa con cầu xin Ngài nhớ đến con, thể nào con đã bước đi cách trung đi và hết lòng trước mặt Ngài và con đã làm những điều đẹp lòng Ngài. Rồi Ê-xê-chia bật khóc thảm thiết. Khi Ê-sai ra đi chưa được giữa sân thì có lời của Chúa đến với ông, hãy trở lại và nói với Ê-xê-chia thủ lãnh của dân ta, Chúa Đức Chúa Trời của David tổ ngươi phán rằng, ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi, ta đã thấy nước mắt của ngươi, ta chắc chắn sẽ chữa lành cho ngươi, ngày thứ ba ngươi sẽ được đi đến đền thờ của Chúa. Ta sẽ cho ngươi sống thêm bao năm? 10 năm tuổi nữa. Ta sẽ giải cứu ngươi và thành này khỏi tay của Syri, ta sẽ bảo vệ thành này vì cớ ta và vì cớ đã biết tôi tới ta. Kế đó Ê-sai bảo, để chú ý đây này, hãy đem cho tôi một cái bánh làm bằng sái vả, hãy đắp nó lên chỗ ung độc thì vua sẽ được lành. À, chữa lành bằng cách nào đây? Đắp bánh cái vả vào cái ung nhọt thì sẽ được lành. Đây câu hỏi tôi đặt ra là tại sao ông không đặt tay? Tại sao Elise không đặt tay? Mà lại là đắp bánh cái vả vào. Cái bánh để làm gì? Tại sao lại đắp cái bánh vào cái mụn nhọt này thì được cái này? Cái mụn nhọt này nó nguy hiểm đến nỗi mà gần chết rồi. Đó là viêm nhiễm nó quá sâu rồi. Tại sao không nói một câu? Tại sao không đặt tay mà lại là đắp bánh trên bàn? Nhiều cửa lạ. Chúng ta thấy cái cách Chúa Giêsu chữa lành lại còn lạ nữa. Chúa Giêsu mà ngày hôm nay sống, người ta sẽ bảo Chúa Giêsu là tà giáo. Bây giờ chúng ta xem các sứ đồ nhé, chữa lành như thế nào. Trong câu chuyện mà của sách Công vụ đoạn thứ 4 ấy, chúng ta xem các sứ đồ chữa lành bằng cách nào. Đoạn thứ 3, Phi-e-rơ và Giăng chữa lành bằng cách nào? Câu 7, đoạn 3 câu số 7. Phi-e-rơ chữa lành bằng cách nào? Ông ấy dùng cái gì? Ông nói một câu hay ông đặt tay hay ông làm gì? Nhân tay của
Quý vị nhìn trên màn hình kìa. Phi-e-rơ nắm lấy tay phải của ông và đỡ ông dậy. Thế vậy là ông cầm tay kéo lên. Là nghe được này. Trong công vụ đoạn 28 thì nó cũng nói là Phao-lô đến đặt tay và chữa lành người khác. Và khi Phao-lô đến cái đảo đó thì ông cũng đặt tay và cầu nguyện chữa lành cho rất nhiều người. Cái chuyện đặt tay là chuyện phổ thông nhất, phải không ạ? Bình thường và phổ thông nhất. Công vụ đoạn 5, câu số 15. Đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ngoài đường cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên võng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được. Phi-e-rơ chữa lành lúc này có cần đặt tay không? Bóng của Phi-e-rơ mà che vào người nào thì người đấy cũng được lành. Rồi chỗ nào? Câu 16 này, dân sự ở các thành Jerusalem đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma quấy hại thì đều, hết thảy đều được chữa lành. Câu trên nói là số người tin đông lắm, mà nói câu sau nói về bệnh khác. Chân một phần trong chức vụ để cho người ta tin Chúa đó là bệnh khác phải xảy ra. Bệnh khác xảy ra càng nhiều người ta tin Chúa càng dễ hết càng nhanh. Công vụ đoạn 19 câu 12. Công vụ đoạn 19 câu 12. Đức Chúa Trời đã dùng tay của Phao-lô thực hiện những phép lạ phi thường, nhấn mạnh. Đã phép là phép lạ là phi thường, lại còn cho thêm chữ phi thường ở đây là rất là lạ thường. Đến nỗi người ta lấy những khăn tay lau mồ hôi và những khăn choàng đã chạm vào da thịt của Phao-lô để đặt trên người bệnh thì những người bệnh thì cũng được chữa lành và tà ma xuất ra khỏi. Rồi, được chưa? Quý vị đã có cái nhìn rộng hơn về hình thức cầu nguyện chữa lành chưa? Bây giờ có phải đặt ra đây này. Chúng ta nên áp dụng cái nào? Cầu nguyện, cầu thông, cầu chữa.
sẽ hiểu những người con biết. Con cũng biết răng đoạn 5 câu số 19. Đây là câu kinh thánh giải thích cho chúng ta biết chúng ta nên làm như nào. Răng đoạn 5 câu 19. Rồi, khi quý vị đọc câu kinh thánh này, quý vị sẽ hiểu tại sao Chúa Giêsu nhổ nước bọt và mắt của người mù. Quý vị nhìn thấy chưa? Vì thế Đức Chúa Giêsu cất tiếng và nói với họ: quả thật quả thật ta nói với các ngươi, con là ai? À, Chúa Giêsu đấy. Chẳng tự mình làm được việc gì nếu như chẳng thấy Cha làm. Vì Cha làm sao thì con cũng làm thì như vậy. Bây giờ chúng ta đã giải thích được tại sao Chúa Giêsu nhổ nước bọt vào mắt người ta chưa? Tại sao Chúa Giêsu không chữa lành ngay lại phải dẫn cái người mù này ra ngoài đầu làng? Tại sao? Ra khỏi làng tại sao? Tại sao? Nghĩa là như nào? Trước khi Chúa Giêsu chữa lành thì Ngài đã biết được Đức Chúa Cha muốn làm như thế nào trong những trường hợp. Tiên tri Ê-sai bảo là hãy đắp cái bánh trái vả vào thì vua sẽ được lành. Tại sao tiên tri Ê-sai bảo đắp bánh trái vả mà không phải đắp thuốc? Cũng áp dụng câu kinh thánh này luôn. Tiên tri Ê-sai sẽ không làm những gì tự mình mà làm những gì mà Chúa phán bảo. Tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu sống thời này thì rất nhiều người nghĩ rằng Chúa Giêsu là tà giáo. Vì Chúa Giêsu làm những cách rất là lạ thường. Cái người mà bước theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời ấy, thì đôi khi sẽ làm những việc rất lạ thường. Nhưng mà cái việc lạ thường đấy là đến từ sự bày tỏ của Thánh Linh chứ không phải mình áp dụng một cách máy móc nha. Quý vị áp dụng máy móc, quý vị sẽ thất bại. Thất bại. Không phải trường hợp nào Chúa Giêsu đặt tay. Mặc dù phổ thông là đặt tay, nhưng mà không phải trường hợp nào Chúa cũng đặt tay. Cũng có những trường hợp Chúa Giêsu rất là trong cách thức rất là đặc biệt. Cái mấu chốt là gì đây? Tại sao bóng của Phi-e-rơ có thể chữa lành và đuổi quỷ? Tại sao cái khăn của Phao-lô có thể làm cho tà ma nó chạy ra ngoài? Bởi vì đây này, cái này này, Thánh Linh và quyền phép. Hay nói cách khác là sự sức giàu. Đức Chúa Trời đã sức giàu cho Chúa Giêsu bằng Thánh Linh và quyền phép. Đúng không ạ? Và Đức Chúa Trời cũng sức giàu cho các sứ đồ của Ngài bằng Thánh Linh và quyền phép để họ đi khắp nơi chữa lành. Các sứ đồ có làm việc giống với Chúa Giêsu không? Có. Và Chúa Giêsu còn nói là các con còn làm việc lớn hơn ta làm nữa. Cho nên sự sức giàu của Đức Chúa Trời trên các sứ đồ rất là mạnh mẽ để họ đi khắp nơi làm những việc phước đức giống như Chúa Giêsu. Cho nên mấu chốt vẫn là sự sức giàu. Thì
về phía cái người đi đặt tay hoặc là đi cầu nguyện cho người khác ấy, thì người đó cần phải có đức tin là mình được sự sai phái của Chúa để làm việc này. Và khi mình càng thực hành thì đức tin nó càng tăng trưởng, sự sức giàu càng lớn lên. Tôi không tin rằng là đúng một phát có sức giàu cho một người để làm giống như các sứ đồ, cái bóng đi qua dẫn đến sự chữa lành, hay là cái khăn cũng đem lại sự chữa lành được, vì tôi không tin như thế. Anh không có vận dụng đức tin được cầu nguyện cho một người để người ta được chữa lành, thì tôi không tin rằng sự sức giàu có thể đến cho anh để anh cầu nguyện cái bóng của anh cũng chữa lành cho người khác. Nếu mà mình không có thực hành cầu nguyện cho những cái bệnh bình thường, những cái bệnh nhỏ, tôi không nghĩ rằng là chúng ta có đức tin để cầu nguyện cho người chết sống lại. Bản thân cái người ra đi cầu nguyện là phải luôn tâm niệm rằng Chúa chữa lành mọi bệnh chứ không phải là một số bệnh. Chúa chữa lành cho mọi bệnh. Chứ còn về phía mình, khi mà mình mới thực hành, mình mới có đức tin để cầu nguyện, mình tin cái điều gì thì mình cứ cầu nguyện. Nếu mà mới đầu mình chỉ có tin rằng những cái bệnh tật nhỏ nhỏ được chữa lành thì mình chỉ cầu nguyện cho điều đấy, dần dần đức tin sẽ tăng trưởng, chúng ta sẽ cầu nguyện cho bệnh ung thư được chữa lành, rồi chúng ta sẽ cầu nguyện cho người mù được sáng mắt. Để em tôi nhớ xem lần đầu tiên tôi cầu nguyện cho người khác được chữa lành là khi nào. Tôi không nhớ. Không nhớ là người đầu tiên mình cầu nguyện được chữa lành là khi nào. Nhưng mà ngay khi mà tôi học biết cái lẽ thật về sự chữa lành là tôi đã thực hành cái điều này rồi, mà cầu nguyện cho người khác. Tuy nhiên là rất nhiều năm sau á, thì cái lượng đức tin của mình nó tăng trưởng hơn và mình cầu nguyện nó hiệu quả hơn. Và trong những cái thời gian, có những cái thời gian đầu khi mới học biết về về cái việc cầu nguyện chữa lành thì cũng có những trường hợp mà cầu nguyện nó không được lành, và khi không cầu nguyện không được lành thì sau mình cũng sợ, mình cũng sợ là lần tới mình cầu nguyện nó không được lành. Và với cái tâm lý như thế thì tự nhiên là mình không cầu nguyện, và không cầu nguyện thì cũng chẳng ai được lành. Tự nhiên rồi. Bây giờ quý vị thử suy nghĩ xem nhé. Một là đặt tay cầu nguyện, không biết ta có lành hay không. Với cái việc là không đặt tay cũng cầu nguyện chữa lành gì cả, thì cái điều nào tốt hơn? Đặt tay vẫn hơn nhiều ít nhiều. Nhiều ít thì vẫn được chữa lành. Còn khi mà anh sợ anh không đặt tay thì chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Không là do cái đức tin của họ để họ cảm thấy vậy nhỉ? Khi mà có một cái thời gian mà tôi cũng không có nói đến, không dám cầu nguyện đặt tay chữa lành cho người khác, thì tôi sợ là người ta không được chữa lành. Nhưng mà cái điều đấy bình thường mà. Và khi mình sợ thì Chúa không thể nào hành động được, vì đức tin nó mới sản sinh ra các lạ. Đức tin nó mới sản sinh ra các lạ, còn không có đức tin không sản sinh ra các lạ. Thế rồi mình đặt tay, đến thời điểm mình đặt tay là người ta được lành.
nhìn người khác cầu nguyện được chữa lành, nó cũng giúp chúng ta sản sinh ra đức tin. Nên là nhớ, khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh thấy Chúa Giêsu làm phép lạ và chữa lành cũng khiến cho chúng ta sản sinh ra đức tin. Các sứ đồ làm phép lạ và chữa lành cũng làm cho chúng ta sản sinh ra đức tin, và nhìn những người khác cầu nguyện chữa lành ở trên mạng, trên YouTube ấy, là cũng giúp chúng ta sản sinh ra đức tin. Và thế rồi tôi cầu nguyện và Chúa làm. Khi mà lần đầu tiên tôi cầu nguyện để mở mắt người mù ấy, quý vị tưởng tượng là chưa bao giờ tôi cầu nguyện trước đó nhé. Người ta đưa người mù đến cho tôi cầu nguyện. Và khi trước đó chưa bao giờ tôi đặt tay cầu nguyện cho người mù, cầu nguyện cho người ốm, người ốm người bệnh. Nhưng mà khi đặt tay cho người mù, một phép lạ xảy ra là tôi có đức tin là cầu nguyện liên tục, người nào mù đưa đến tôi đặt tay hết. Khi một phép lạ xảy ra thì nó sẽ dẫn đến một cái chuỗi phép lạ. Ông Renard Monty, ông có kể lại là khi ông ấy tổ chức cái buổi cầu nguyện chữa lành ở tại châu Phi đó, thì là ông ấy tổ chức để mời những diễn giả khác đến để cầu nguyện chữa lành. Đến khi chương trình sắp đặt hết mọi thứ rồi thì diễn giả lại báo là không đến. Nếu chuyện giảng bình thường thì không sao nhé. Ông muốn chữa lành mà cái người được ơn chữa lành không đến, lúc đấy quý vị chết. Vì người ta mong đến để nhận được chữa lành, như thế người ta mong đến để nghe mấy bài thánh ca mới được lên thiên đàng xuống địa ngục gì đâu. Lúc đấy một là ông thông báo giải tán xin lỗi quý vị là diễn giả không đến được. Còn hai là ông phải là người đứng ra cầu nguyện chữa lành. Lúc đấy vua nói với ông ấy, ông nghe là con sẽ là người làm việc đấy. Nhưng mà lúc đó ông ấy mới tốt nghiệp trường thần học xong. Và quý vị biết không, ông đứng lên giảng. Ông giảng xong rồi vừa giảng vừa hồi hộp, quý vị im lặng lắng nghe thì cô đã an nói cho tôi phân tán. Ông vừa giảng vừa hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế rồi cầu nguyện, một người được mở mắt, hai người được mở mắt. Khi một chỉ cần một người được mở mắt là đức tin nó sẽ lan tỏa là hai người được mở mắt, bốn người được mở mắt. Và phép lạ là cứ từ đấy nó đi lên chức vụ vừa. Các vị thấy không ạ? Khi mình cầu nguyện được cho một người rồi thì mình có đức tin để cầu nguyện cho những người khác. Người đầu tiên, người mù đầu tiên tôi cầu nguyện cho mở mắt ở tại Myanmar. Sau một người mù đấy là tôi cầu nguyện cho tiếp người mù khác ở Myanmar, và sang Malaysia tôi lại cầu nguyện cho người mù tiếp. Bây giờ gặp người mù tôi lại cầu nguyện tiếp được nữa. Vì khi một phép lạ đã được làm ra thì tự nhiên mình có đức tin để cầu nguyện cho những người khác. Những cái phép lạ nó kỳ diệu lắm. Nó giống như là cái kích thích ấy. Nó sản sinh ra đức tin. Khi mình nhìn thấy một phép lạ, tự nhiên nó sản sinh ra phép lạ khác. Rồi cầu nguyện cho người điếc. Và cầu nguyện cho một người điếc được chữa lành thì tôi mới cầu nguyện cho một người điếc được chữa lành. Ở bên Malaysia, và Malaysia thì tôi khi mà mình đã cầu nguyện được một người thì mình tin người khác cầu nguyện sẽ được lành. Người què tôi chưa cầu nguyện cho đứng dậy và cái siêu nhiên bao giờ, trên cái đức tin để sản sinh phép lạ trong cái việc người què chữa lành thì tôi chưa được vận hành cho nó nhiều. Nhưng mà cầu nguyện cho các cái khối u được tan biến
Thì khi cầu nguyện được cho một người thì mình sẽ có đức tin để cầu nguyện được người khác. Cái rất kỳ diệu lắm. Có khi là mình đến đặt tay. Đặt tay, tại sao cái tay của mình nó lại đem lại sự chữa lành? Như vậy là sự sức giàu đến trên cả cái con người của mình và tất cả gì liên quan đến mình như các trường hợp đấy. Cái bóng của Phi-e-rơ chữa lành như vậy là ông có sự sức giàu cho nên những người nào có đức tin thì cái sự sức giàu đấy nó sẽ tác động đến họ. Hay là cái khăn của Phao-lô thì ông ấy được sự sức giàu thì cái khăn của ông ấy cũng nhận được sự sức giàu đấy. Trong trường hợp của Elise, quý vị biết không, khi Elise chết rồi nhá, nằm vào trong hang đá, hang mộ đá đấy, mà người ta quăng một xác chết vào trong cái hang mộ đấy mà xác chết sống lại. Quý vị hiểu về sự sức giàu chứ? Ông ấy chết rồi nằm yên còn cái xương này trong cây thế mà xác chết được quăng vào mà còn sống lại được thì quý vị tưởng tượng sự sức giàu nó siêu nhiên như thế nào. Nên khi mà chúng ta nói chúng ta đặt tay thì là cái sự sức giàu của Chúa nó sẽ chảy đến những người đó. Hay là khi cầu nguyện có khi tôi thở vào mũi tôi tự thở vào mũi em. Khi mình thở mũi thì thực ra nó chỉ là hơi thở của mình thì nó không có gì đặc biệt. Nhưng mà khi mình thở nhân danh Chúa nó có sự sức giàu và cái sự sức giàu nó chảy vào trong cái gió nó thổi chảy vào trong cơ thể đó. Nó sản sinh ra sự sống ở trong cơ thể đó. Và nó đem khai phóng đi cái năng lực của Chúa. Nên khi nhiều khi mình thở thế thì những người có tà linh bên trong nó cũng ngã ra lại. Thậm chí mình chưa cần nói câu nào hết, vừa một phát là ta ngã ra là la hét ầm ĩ. Bởi vì cái tà linh nó nhận diện được. Mình bình thường xác thịt mình cũng nhận diện được đâu. Nhưng mà trong thế giới linh thì nó biết được. Đã. Không cầu nguyện đổi quỷ làm cái cô này, cô ấy đổi quỷ. Trước đó là một tháng đã cầu nguyện 3 lần thì vẫn chưa được lành. Thế họ chờ tôi đến cầu nguyện. Tôi sang đến cầu nguyện. Cầu nguyện xong, họ đang đứng, tôi đang đứng. Đứng một khoảng cách rồi, một phát đã lăn đùng rồi lại la hét ầm ĩ. Thế thì mình thậm chí mình chưa chạm nhé, mình quất tay này. Thế thì cái hành động quất tay nó là cái gì? Là có cái sự tác động. Mặc dù đứng ở một khoảng cách nó chưa động trực tiếp người vô nhé, mà chỉ phẩy một phát này. Thì cái sự sức giàu từ tay của mình tác động trên cái người vô và cái tà linh bên trong nó sẽ lăn ra, nó sợ hãi. Thì đức tin nó sẽ sản sinh ra đức tin. Phép lạ sẽ sản sinh ra phép lạ. Cũng có những người ta được ơn cầu nguyện đặc biệt cho một cái gì đó. Ví dụ có những người được sức giàu chuyên cầu nguyện cho ung thư được lành. Thì chỉ cầu nguyện cho một ung thư thì rất là hiệu nghiệm. Nhưng cầu nguyện cho người khác lại không hiệu nghiệm. Thế thì tại sao mình không hiểu? Ở đây Kinh Thánh thì nói rằng là nhân danh Chúa để chữa bệnh. Tức là chữa là chữa bách bệnh chứ không phải là chữa một bệnh. Nhưng mà thực tế thì tôi đang nói là giữa lời Chúa với thực tế thì có nhiều cái chúng ta chưa hiểu đâu. Có những người thì chuyên cầu nguyện cho bệnh tim được lành, nhưng khi cầu nguyện cho bệnh khác lại không được lành. Nhưng mà cứ cầu nguyện cho bệnh tim thì lành ngay. Thế thì tại sao? Không hiểu, mình không hiểu hết. Chúng ta sống ở trên Kinh Thánh, nhớ. Kinh Thánh thì nói là kẻ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được được lành. Thế Kinh Thánh thì nói kẻ đau là kẻ đau, đây nói bách bệnh, chứ đâu có Kinh Thánh này là chọn lựa bệnh để mà đặt tay đâu. Thế thì có thể là trong đó đi vào những chi tiết thì Chúa sức giàu cho một người nào đó
chuyên cầu nguyện cho bệnh tim, người khác thì chuyên cầu nguyện cho ung thư, người khác thì chuyên cầu nguyện cho việc là người què đi được. Nhưng mà cũng có những người thì cầu nguyện cho bách bệnh. Rồi. Ông A.A. Allen, ông ấy đã qua đời. Ông ấy được ơn tiên tri và chữa lành, nhưng mà trước khi cầu nguyện chữa lành thì ông phải nói tiên tri trước. Ông phải đọc hết từ A đến Z, quý vị quán cứ nào, hiện tại sao, nhà ở đâu, chồng tên là gì, địa chỉ ở đâu, vợ tên là gì, nhà có mấy con, đang gặp vấn đề gì, ông đọc hết rồi. Công khai ra trước cả hàng bao nhiêu người, đố ai mà giấu được điều gì. À, có tội lỗi gì thì ông đọc hết, sau đó ông mới cầu nguyện chữa lành. Quý vị thấy không? Có người thì ta cầu nguyện sao? Có người đang cầu nguyện là như ông tự nhiên tôi quên tên ông, rất được ơn về chữa lành, ông đã qua đời đầy nghĩ ông ấy, phía sau có cái hình thành một trường đại học lấy tên ông ấy. Và hiện tại tôi chưa nhớ ra ông ấy khi mà cầu nguyện chữa lành thì ông cầu nguyện là lạy Chúa, ông đặt tay và ông đưa lên trình lên Chúa, xin Chúa chữa lành cho người này và người ta được lành. Nhưng có những người khác không cầu nguyện là xin Chúa chữa lành, người ta đặt tay trong danh của Chúa Giêsu hãy được chữa lành. Thì kiểu gì cũng đúng nha quý vị nha, là quyền uy quyền đã ban cho thì chúng ta chỉ được nhân danh Chúa để chữa lành. Nhưng mà có một số trường hợp người ta đặt tay và xin Chúa chữa lành, thì dù xin Chúa chữa lành hay không thì cũng là người ta lấy cái uy quyền ban cho để cầu nguyện cho sự chữa lành trên người đó. Thực ra uy quyền đã ban cho chúng ta rồi, chứ không phải là chúng ta đẩy cái việc đấy cho Chúa. Chúng ta nhớ, không phải là đẩy cái việc đấy cho Chúa, mà Chúa đã ban cho chúng ta uy quyền để chữa lành rồi. Và chúng ta không cần chờ thời điểm, vì đây là mặc lệnh chung chung, giống như là đi giảng tin lành để người ta được tha tội. Đây là mặc lệnh chung chung, anh không phải chờ thời điểm, anh gặp người là anh giảng luôn. Paulo nói giảng bất cứ lúc nào, vận cảnh hay nghịch cảnh cũng giảng hết. Thì cầu nguyện chữa lành và giải cứu thế, gặp cái là cầu nguyện chữa lành giải cứu luôn, gặp vấn đề là xử lý luôn. Vì uy quyền đã được ban cho chúng ta rồi. Thế chỉ còn cái câu hỏi là cho phía mình là cái người đi cầu nguyện. Nếu như mình có đức tin để cầu nguyện chữa bách bệnh thì hẳn cầu nguyện. Còn nếu mình chỉ có đức tin để cầu nguyện cho bệnh tim thì nên cầu nguyện cho bệnh tim này, khỏi cầu nguyện cho bệnh khác, nhờ anh kia cầu nguyện. Nếu như mình có đức tin để cầu nguyện chỉ cho người mù thôi thì hãy cầu nguyện cho người mù, còn những bệnh khác để cho người khác cầu nguyện. Rồi chúng ta có đức tin ở lĩnh vực nào thì chúng ta tập trung cầu nguyện lĩnh vực đấy. Còn nếu mình có đức tin để cầu nguyện cho tất cả các loại bệnh thì chúng ta hãy cầu nguyện. Còn không có nài ép, vì những cái gì không được vận hành bởi đức tin nó không sản sinh ra tất cả. Vì trong hội thánh bây giờ có người què, phải không? Ngồi xe lăn và tôi cầu nguyện chịu. Và sao mục sư không cầu nguyện ấy? Tôi chưa cảm thấy có đức tin để cầu nguyện cho cái người đấy. Ít nhất cho đến đến thời điểm này. Nhưng bây giờ bảo tôi cầu nguyện cho người mù thì tôi sẽ cầu nguyện ngay. Có thể là vì chưa một cái phép lạ nào sản sinh nhờ cái việc mình gọi người què bước đi. Thế cho nên là đức tin nó chưa được sản sinh cho cái việc đấy, cho nên mình không cầu nguyện được. Nhưng khi chúng ta đến, người ta đến hội thánh hay mong người ta nhận sự chữa lành trực tiếp từ nơi Chúa là tốt nhất, chứ không phải từ nơi con người.
Vì không phải ai cũng có được sự sức giàu mạnh mẽ như Phaolô và Pierre, quý vị nhớ nhé. Pierre là cái bóng đi qua ông được sự chữa lành, còn Phaolô thì cái khăn ông lau mồ hôi người ta cũng được chữa lành đấy, và đồng quỷ cũng đuổi ra. Không phải ai cũng có sự sức giàu mạnh mẽ như thế. Và phần lớn chúng ta là chỉ vận hành để nhờ đức tin để vận hành để chữa lành và đuổi quỷ. Thế nên khi mà có được sự sức giàu lớn như thế thì dù cho quý vị làm bất cứ cách nào thì người ta cũng được lành hết. Bây giờ sang một câu hỏi kế tiếp. Tại sao cầu nguyện có một số người không được lành? Bây giờ chúng ta sẽ xem trang số 47. Tại sao? Phần A. Lý do tại sao không được lành? Chúa Giêsu hỏi là ngươi có muốn được lành chăng? Tại sao Chúa Giêsu lại hỏi câu hỏi đấy? Anh không muốn thì không thể nào mà có sự chữa lành được. Quý vị biết là đôi khi người ta muốn, người ta chỉ tò mò, người ta chỉ muốn nhìn thật lạ thì không được chữa lành. Chứ không phải là, và đôi khi người ta rơi vào trong cái hoàn cảnh là lành cũng được, không lành cũng không được, cũng không sao. Lành thì tốt mà không lành cũng không sao. Thì người ta mang cho mình một cái tâm thái như thế thì sự chữa lành khó xảy ra lắm. Bản thân cái người đến để nhận sự cầu nguyện phải có sự khao khát. Phần D. Lý do tại sao ạ? B là không có sự tha thứ hay có sự cay đắng hay trong lòng. Quý vị nhớ câu chuyện một lần tôi cầu nguyện cho một người bị tê tay 2 năm trời. Khi cầu nguyện thì không được chữa lành. Cầu nguyện 2 lần, thứ hai cũng không được chữa lành. Sau đó tôi hỏi Chúa là tại sao người này không được chữa lành. Thì Chúa nói rằng là vì ta bảo cô này làm một việc mà cô không chịu làm. Tôi hỏi cô là thế Chúa bảo cô làm gì cô không chịu làm. Cô nói Chúa bảo tôi tha thứ cho mấy người trong nhà thờ và tôi không chịu tha thứ thờ. Thế thì bây giờ cô ngồi kia cầu nguyện đi, ăn năn xin Chúa tha tội cho cô, quyết định tha thứ và sau đó quay trở lại tôi cầu nguyện. Sau khi tôi cầu nguyện hết cho mọi người quay trở lại cầu nguyện cho cô ấy mới được lành cho đến tận bây giờ. Còn khi mà mình có cái sự cay đắng không tha thứ thì nó cản trở sự chữa lành. C. Tại sao? C là tại sao ạ? Quý vị nhìn đấy. Là họ có thể là họ thờ những cái hình tượng, những cái phù phép mà vẫn còn giữ ở trong nhà, trong đời sống thì nó sẽ cản trở sự chữa lành. Rồi. Quý vị ở đây chỉ là mang tính tham khảo chứ nó không phải là công thức nha. Tôi xem những clip cầu nguyện chữa lành của ông TV Joshua đó.
thì thậm chí là người ta đang thờ thần tượng rất nhiều phù phép, người ta vẫn được lành. Và được lành xong rồi về người ta mới bỏ cái thần tượng. Đó. Ở đây ấy, thì dạy chúng ta là chúng ta phải bỏ đi thì mới được lành. Nhưng mà khi Bí Sư cầu nguyện thì ngay cả khi người ta có rất nhiều thần tượng, người ta vẫn được lành, nhưng mà khi cầu nguyện ta được lành xong về người ta sẽ bỏ thần tượng. Cái đức tin và sự sức giàu của người cầu nguyện rất quan trọng nhé. Cái người được cầu nguyện và người cầu nguyện, hai cái liên kết nối với nhau. Nếu như bây giờ tôi sẽ vẽ cái này để quý vị hiểu dễ một chút. Đây là điểm A, đây là điểm B. Khi người B, đây là người A là người cầu nguyện, người B là người được cầu nguyện. Quý vị nhìn ở đây. Người A là người được cầu nguyện, người B là người được cầu nguyện. Khi hai người đức tin của hai đối tượng này gặp nhau thì sẽ dẫn đến sự thế này. Ví dụ như người B là người được cầu nguyện, đạt được mức độ đức tin đến đây, thì cái người A này phải có đức tin lớn hơn. Và khi người được cầu nguyện này chỉ có một chút ít đức tin thôi, thì cái đức tin của người A này phải lớn hơn nữa. Thì lúc đấy sự chữa lành nó mới xảy ra. Hoặc có khi người ta được chữa lành, cái người, bản thân cái người đi cầu nguyện cho người khác thì chỉ có một chút đức tin về sự chữa lành, nhưng mà cái người muốn nhận ấy, thì lại rất nhiều đức tin để nhận sự chữa lành, thì chữa lành vẫn cứ xảy ra. Đức tin nhiều thì hoặc là của người đi cầu nguyện hoặc là người nhận sự cầu nguyện kết hợp lại thì nó sẽ được thực hiện lại. Chúa Giêsu hỏi là người mù là người có người muốn cái điều gì, người muốn được lành không, để xác minh xem là cái người đấy cái mức độ có cần có gì muốn khao khát được nhận hay không, và từ đấy sẽ khuyến khích đức tin của anh ta, và đức tin nó sẽ được kết nối với đức tin của Chúa thì sẽ được chữa lành. Tôi cũng đi cầu nguyện cho rất nhiều người mà người ta không được chữa lành, tôi không hiểu tại sao. Sau khi tôi cầu nguyện cho cái người mù được sáng ấy, thì có một ông trưởng lão này, ông ấy đưa tôi đến cầu nguyện cho một cái cô để bị ung thư. Và một năm sau thì tôi hỏi lại thì cô ấy qua đời. Thì tôi không hiểu tại sao. Có những cái người ta không hiểu. Có thể là cái đức tin của mình nó chưa đủ lớn, chưa đủ để cầu nguyện cho sự chữa lành ung thư đấy. Cũng có thể bản thân cái người đấy chưa có, hoặc có thể một lý do nào khác. Nói chung là không biết. Bản thân bà Catherine Kuhlman là người được được sức giàu rất là lớn trong việc làm phép lạ và cầu nguyện chữa lành, thì bà cũng đều nói một câu tương tự. Tại sao không phải tất cả những người đến mấy buổi cầu nguyện của bà ấy đều không được chữa lành? Có nhiều người được chữa lành nhưng mà không phải tất cả mọi người được chữa lành. Bà cũng hỏi cứ như vậy, và câu trả lời là không biết. Đôi khi thì chúng ta nghĩ là do cái người này không tha thứ hay là ấy. Nếu Chúa bày tỏ cơ thì mới đúng là như thế, còn Chúa mà không bày tỏ thì mình cũng chẳng biết. Hoặc có thể không phải là vì không tha thứ, cũng không phải vì người ta có hình tượng gì trong người hết, chẳng có tội lỗi gì hết mà vẫn không được chữa lành. Tại sao? Không hiểu. Không hiểu.
Nên mà cái câu chuyện rất là hay, cái lệ chúng ta phải sự bảo vệ. Ông Mahesh Chopra cầu nguyện 8 lần cho một người phụ nữ ở Kenya thì ngày này mới được chữa lành. Mỗi lần cầu nguyện thì bà đều ngã ra hết, nhưng mà đứng dậy thì mắt vẫn mù. Ông ấy về khách sạn là ông ấy hỏi Chúa: Chúa ơi, mọi người đều được chữa lành trong các buổi truyền giảng của con, mà tại sao bà này cầu nguyện bà ngã xuống rồi đứng dậy vẫn y nguyên? Đêm hôm đó Chúa cho ông ấy thấy một cái giấc mơ. Câu nhớ là giấc mơ hải tượng mà Chúa nói với ông như sau: Cho là bà bị một cái loại tà linh nó ám vào bà, nó trói buộc bà, nó như một con bạch tuộc và nó có 8 cái vòi nó quấn người bà. Mỗi một lần ông đặt tay cầu nguyện là một cái vòi nó bị cắt đứt, và lần cuối cùng, lần thứ 8 thì cái vòi cuối cùng thì mới bị cắt đứt, lúc đấy bà được chữa lành. Quý vị hiểu chưa? Có nhiều khi chúng ta không hiểu hết tại sao khi cầu nguyện người ta không được chữa lành. Cho khi nào, tới khi nào mà Thánh Linh của Chúa bày tỏ hiện ra, và cái người cầu nguyện này phải rất là yên tĩnh để cầu nguyện. Quý vị có câu hỏi thắc mắc gì không? Bây giờ chúng ta nói một tiếp. Thứ nhất là sự chữa lành với việc đuổi quỷ có liên quan gì đến nhau không? Có. Liên quan như thế nào? Chỗ nào trong Kinh Thánh nói tà linh gây ra bệnh tật? Mark 9 ta xem câu 14 này. Đức Chúa Giêsu với 3 người đến cùng môn đồ khác thì thấy toàn dân rất đông vây quanh ngài, và mấy thầy thông giáo đương cãi lại với các môn đồ: cả đoàn dân này vừa thấy ngài liền lấy làm lạ, đều chạy đến chào ngài, bèn hỏi rằng: các ngươi cãi lại với môn đồ việc gì?
Một người trong đám đông thưa rằng: lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi thầy tôi tới cho thầy, nó bị quỷ quỷ gì quỷ gì quỷ quỷ gì quỷ câm quỷ câm tại sao gọi là quỷ câm? Nó gây cho câm, không cứ chỗ nào quỷ ám thì nó làm cho nổi kinh phong và rồi tôi bọt mồm nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ ấy xong không đuổi được. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hỡi dòng dõi chẳng tin, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đây cùng ta. Chúng bèn đem con trẻ đến. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giêsu thì ngã xuống đất rồi lăn lóc sôi bọt nghiến ra. Đức Chúa Giêsu hỏi cha nó là điều đó đã bao lâu rồi, để cha thưa: từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã nắm phen quăng nó vào lửa và dưới nước để giết nó đi, nhưng nếu thầy làm được việc gì thì xin giúp cho chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nếu các ngươi sao các ngươi nói nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên: tôi tin, xin Chúa giúp đỡ tôi trong sự không tin của tôi. Khi Đức Chúa Giêsu thấy dân chúng đông đến thì ngài quả trách tà, quả trách tà ma hay quả trách bệnh? Quả trách gì? Tại sao Chúa Giêsu không quả trách bệnh mà lại quả trách tà ma? Vì tà ma gây ra bệnh. Khi tà ma ra khỏi thì sao? À, tiếp này: hỡi quỷ câm và điếc, Chúa Giêsu chữa lành hay là đuổi quỷ? Đấy, Chúa Giêsu đuổi. Và Chúa Giêsu gọi đúng tên là quỷ câm và điếc. Thế như vậy là cái quỷ nó sẽ mô, nó không có tên, và tên của nó được đặt theo cái đặc điểm của nó. Đấy. Nó vận hành như nào là chúng ta gọi theo cái đặc điểm đấy. Quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm ra khỏi. Đứa trẻ trở nên chết, đến nỗi nhiều người nói nó chết rồi, nhưng Đức Chúa Giêsu nắm tay nó nâng lên và nó đứng dậy. Thế quý vị thấy không ạ? Là khi Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật thì trước hết là ngài đuổi quỷ, vì quỷ nó gây ra bệnh tật. Tuy nhiên không phải tất cả các bệnh tật đều do quỷ gây ra. Vì trong những trường hợp khác thì Kinh Thánh nói là Chúa Giêsu chỉ chữa lành. Ví dụ như đối với người mù, Chúa Giêsu có đuổi quỷ không? Không, Chúa Giêsu chữa lành cho người mù. Nhưng mà đối với trường hợp này Chúa Giêsu đuổi quỷ. Thế làm thế nào mà chúng ta biết được người này là bệnh này là do quỷ hay là do tự nhiên? Phải dưới sự bày tỏ của Thánh Linh thì mới biết. Còn không dưới sự bày tỏ thì Thánh Linh thì không thể biết được. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Con người mà sinh ra bẩm sinh nó không biết rồi thì nó có hẳn là làm được tự kỷ sinh ra thì bẩm sinh ra là không biết rồi thì nó cũng có thể là tự kỷ sĩ địa xã không biết bỏ hai chứ nhé. Có một kiểu như này gọi xuyên mẹ có khi thường là câm điếc là do bẩm sinh. Tại phòng trước tôi gặp một anh này tin Chúa nó lên tiểu nguyên, anh bình thường sau đó lại bị câm và điếc, và cầu nguyện nhanh không được chữa lành. Đây là tôi cầu nguyện. À, đến bây giờ thì anh đi đâu rồi? Và tại sao anh không được chữa lành? Tôi không biết, không hiểu. Tại sao anh bị câm và điếc? Mình cũng không hiểu. Vì mình không có một cái sự bày tỏ nào đến từ Thánh Linh hết.
có những cái nguyên nhân thì chúng ta chỉ có thể dưới sự bày tỏ thánh linh chúng ta mới biết. Còn không có sự bày tỏ thánh linh thì những cái bí mật đấy chúng ta không thể làm biết được. Vậy chỗ này là tất cả chúng ta đều có thể áp dụng lời Chúa, nhân danh Chúa, đặt tay cầu nguyện chữa lành, đột quỵ chữa bệnh, cũng như là giao giảng phúc âm để chúng ta được nhận sự cứu rỗi. Khi chúng ta càng thực hành thì sao? Cái tay của chúng ta đó mà càng sử dụng nhiều ấy, thì nó sẽ càng săn chắc. Đức tin mà càng được vận động thì nó càng được tăng trưởng, càng được mạnh mẽ. Nếu mà quý vị, một khi quý vị đã cầu nguyện được cho một người được lành thì quý vị sẽ có đức tin để cầu nguyện cho nhiều người được lành. Và hãy nhớ, ngay cả khi chúng ta đang có bệnh, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện chữa lành cho người khác. Bởi vì sự chữa lành không phải đến từ chúng ta mà đến từ Chúa. Và chúng ta không chữa lành trong danh của mình mà chữa lành trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Nếu chúng ta có đức tin, chúng ta có thể làm nhiều phép lạ lớn hơn, bày tỏ danh Chúa vào cái thời kỳ sắp tới. Ai có câu hỏi gì không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để ôn tập, sau đó chúng ta sẽ nghỉ sớm. Hai ngày một chúng ta sẽ chia sẻ với nhau.